Kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Ở tiết học ngày hôm nay, cô trò ta sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài 4, tiết 6, đọc một bài văn về trường học. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 113 hoặc theo dõi lên trên màn hình xem cô hướng dẫn. Hoạt động đầu tiên, đọc mở rộng. Bài tập A, chia sẻ về bài văn đã đọc. Các em thân mến, trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Ở nơi đây, các em đã nhận được sự dạy dỗ tận tình từ thầy cô giáo. Mỗi ngày đến trường, thầy cô như mở ra cho các em những tầm cao tri thức mới. Bài học trên sách vở không còn khô khan nữa, mà thay vào đó là tình thương, là tấm lòng yêu nghề mà thầy cô đã dành cho những học trò nhỏ của mình. Sau đây, cô sẽ chia sẻ một bài văn về trường học mà cô rất thích. Các em cùng lắng nghe nhé. Bài đọc có tên Trường Em. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em. Tập đọc lớp 1, tập 2. Các em vừa được cô chia sẻ bài văn Trường Em. Qua bài đọc, chúng ta có thể thấy ngôi trường được ví như ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có bạn bè, nơi đây đã dạy em biết bao điều hay. Trong bài đọc này, cô thích nhất là hình ảnh khi ở trường có nhiều bạn bè thân thiết như anh em ở trong gia đình. Sau khi các em đã lắng nghe bài đọc, bây giờ chúng ta cùng tiến hành chia sẻ về bài văn. Sẽ gồm các nội dung sau đây. Đầu tiên, chúng ta phải nêu được tên của bài văn. Tiếp đến là tên tác giả. Và cuối cùng là hình ảnh đẹp ở trong bài mà chúng ta thích. Sau khi các em đã xác định được những nội dung cần chia sẻ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Chúng ta sẽ viết vào trong vở bài tập tiếng Việt những nội dung sau. Đầu tiên là tên của bài văn. Tiếp đến là tác giả hoặc là nguồn mà các em trích bài đọc ra. Cuối cùng là những hình ảnh đẹp ở trong bài mà em yêu thích. Các em hãy bấm dừng màn hình để làm bài tập này. Sau khi làm xong, các em có thể chia sẻ với những người thân trong gia đình hoặc chia sẻ với thầy cô giáo của mình nhé. Ngoài bài đọc cô hướng dẫn ở trên, các em có thể tìm thêm các bài đọc khác phù hợp với bài tập này. Các em biết không, muốn nâng tầm chính bản thân mình, con người không thể không cần đến sách. Nhờ những cuốn sách, ta có thể đặt chân đến nhiều vùng đất. Tâm hồn luôn rộng mở, phong phú, biết ngày càng hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Vậy làm thế nào để sách không bị mất, không lấm bẩn, và làm thế nào để sách luôn được sạch sẽ? Bài tập tiếp theo, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về cách bảo quản sách. Bài tập 2, trao đổi với bạn về cách bảo quản sách. Chúng ta có các cách để bảo quản sách như đọc sách cẩn thận, giữ gìn gáy sách. Để sách không bị bong tróc, cần cất giữ sách ở nơi khô ráo, thoáng mát như trên kệ sách, giá sách, tránh xa những bức tường ẩm mốc, đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời thì dễ làm hư giấy. Một việc hết sức đơn giản nhưng vô cùng quan trọng
là sau khi sử dụng xong, các em phải sắp xếp chúng gọn gàng trên giá sách để giữ cho sách luôn phẳng phiu như mới, không viết bút mực vào sách. Các em biết không, cuốn sách có thể nói là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Sách dạy ta cách làm người, cho ta mở mang thêm tri thức, tích lũy kiến thức để ứng dụng vào cuộc sống. Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sách giống như người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất kỳ lúc nào cần thiết trong học tập. Vì vậy, để sử dụng sách lâu dài, chúng ta phải bảo quản sách, các em nhé! Với những việc làm trên, các em có thể giúp cho sách được bảo quản lâu dài hơn, có thể giữ gìn được sách và sách không bị bong, hỏng, quanh góc hay gãy trang. Vậy là tiết học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.